Xin chào các bạn, hôm nay bạn trẻ TV sẽ giới thiệu về voi, những điều thú vị về loài voi. Voi là động vật lớn nhất trái đất trên cạn. Voi lớn nhất có thể nặng lên đến 12 tấn. Hình ảnh chú voi rất quen thuộc với trẻ em. Tuy nhiên có những đặc điểm thú vị về voi có thể các em chưa biết. Voi có biết bơi không? Hai voi có dùng để nghe hay có một chức năng đặc biệt nào khác? Mời các em tìm hiểu về loại vật này. Voi là động vật duy nhất chỉ sống ở châu Á và châu Phi. Có hai loại voi, voi châu Á và con voi châu Phi. Voi là động vật có vú lớn nhất trên mặt đất trên thế giới. Con voi cái bắt đầu sinh con khi được 12 tuổi và chúng mang thai trong 22 tháng. Một con voi có thể sử dụng ngà của nó để đào bới nước ngầm. Một con voi trưởng thành cần uống khoảng 210 lít nước mỗi ngày. Voi có tai lớn, mỏng. Hai voi ít dùng để nghe, mà dùng để điều chỉnh nhiệt độ của chúng. Máu được lưu thông qua thai để làm lạnh cho cơ thể khi thời tiết nóng. Voi có thể bơi chúng sử dụng thân của mình để hít thở như một chiếc ống thở trong nước sâu. Voi không có kẻ thù tự nhiên. Tuy nhiên, sư tử đôi khi sẽ săn mồi cho những con voi nhỏ hay yếu đuối trong tự nhiên. Nguy cơ chính đối với voi là từ con người thông qua việc săn trộm và thay đổi môi trường sống của chúng. Thân của voi có thể cảm nhận kích thước, hình dạng và nhiệt độ của một vật thể. Voi con có thể dài khoảng 2 mét và có thể nặng tới 140 kg. Voi cái dành toàn bộ cuộc sống của họ sống trong các nhóm lớn gọi là đàn voi được rời đàn vào khoảng 13 tuổi và sống một cách khá độc lập từ thời điểm này. Voi là động vật ăn cỏ và có thể dành 16 giờ để thu thập lá, cành, chè và rễ. Voi ngủ từ 3 đến 5 giờ mỗi ngày. Loài voi châu Phi là loài có thính giác tốt nhất trong thế giới động vật. Loài voi châu Phi có thể nhận biết được ngôn ngữ của con người, giới tính và lứa tuổi. Vì vậy, chúng có thể nghe thấy tiếng đồng loại hú lên cách đó 8 cây số chú voi to nhất thế giới từng được phát hiện và ghi nhận nặng 10.886 kg, cao 3,96 m. Mặc dù da dày nhưng voi có thể bị cháy ra nếu đứng quá lâu dưới ánh nắng mặt trời. Vì thế, để tránh điều này chúng thường vùi mình xuống bùn để lớp bùn này tạo thành màng chắn cho da voi. Nhà bác học Edison đã từng thí nghiệm điện giật lên một chú voi để chứng minh dòng điện xoay chiều của kỹ sư điện tử Nikola Tesla. Voi là động vật có vú lớn nhất còn sinh sống trên mặt đất ngày nay loài voi rất sợ bị ong chích. Châu Phi là ngôi nhà tự nhiên lớn nhất thế giới của các loài động vật còn sống trên cạn. Bao gồm voi, hưu cao cổ. Voi là loài động vật có vú duy nhất, không tính con người, có cảm. Trung bình một ngày, các chú voi chỉ ngủ khoảng từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Voi voi là mũi của voi được dùng để thở, uống nước bằng cách hút nước lên rồi thổi vào miệng. Bộ phận này còn được chúng dùng để quyến rũ bạn tình. Một chú voi đang tuổi trưởng thành có thể tiêu thụ hết 300 kg thức ăn và 160 lít nước uống một ngày. Mỗi ngày, một con voi trưởng thành thải ra một lượng chất thải nặng hơn trọng lượng của một cậu bé. Cặp ngà voi có thể nặng đến 200 kg. Ngà voi liên tục dài ra trong suốt cuộc đời của voi. Ở châu Phi, mỗi ngày thợ săn trộm giết hại khoảng 96 con voi để lấy ngà. Chu kỳ mang thai của voi là 22 tháng, dài nhất trong số các động vật sống trên mặt đất. Tuổi thọ của loài voi có thể kéo dài từ 60 đến 80 năm. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo nhé.